trong báo cáo gửi chính phủ mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam, khiến tổng lượng vốn thu hút được trong 2 tháng đầu năm nay đạt gần 6,47 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái cụ thể cả nước có 500 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị vốn của nhà đầu tư nước ngoài là 827,3 triệu đô la Mỹ, tăng 52,4% về số lượt góp vốn mua cổ phần và bằng 16% giá trị góp vốn so với cùng kỳ năm 2019. Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó sản xuất phân phối điện dẫn đầu, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ hai, tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ.